Do đại dịch COVID-19, nhiều sinh viên đã không có được một buổi lễ tốt nghiệp theo cách truyền thống. Nhưng những sinh viên của một trường đại học ở Tokyo, Nhật Bản đã vô cùng sáng tạo khi tổ chức buổi lễ tốt nghiệp bằng việc sử dụng robot điều khiển từ xa cùng chiếc máy tính bảng và phần mềm Zoom. Các robot di chuyển lên sân khấu để nhận bằng tốt nghiệp và hiển thị khuôn mặt đại diện của sinh viên trong lúc họ đang thực hiện cuộc gọi video trực tuyến tại nhà. Buổi lễ có sự tham gia của 4 sinh viên và một vài quản trị viên. Toàn bộ sinh viên tốt nghiệp khác sẽ tham dự trực tuyến.